Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft đại dịch nấm ký sinh. Và ở tập trước, mình đã có được một cái hàng rào tương đối là an toàn ha. Nhưng mà sắp tới thì mình nghĩ sẽ khó khăn hơn các bạn, bởi vì trong khoảng thời gian giữa hai tập, đại dịch đã bùng phát dữ dằn hơn rồi các bạn ơi. Và cái thế này giống như là cái thế mình bị bao vây vậy đó các bạn ơi, nhìn cơ. Nó đang phát triển đúng kiểu theo hình tròn xung quanh căn cứ mình luôn. Thành thử ra. Cái gì? Cái quần đùi gì vậy? Ôi dồi, nó xuất hiện ngay bên trong căn cứ mình luôn các bạn ơi. Oh my gosh. Thôi. Phải làm lẹ thôi. Hôm nay mình bắt buộc phải nâng cấp cái hàng rào lên các bạn, để tránh những cái trường hợp mà nó úp sọt vô bên trong căn cứ. Và làm thêm cái phần nóc nữa, để tránh cái trường hợp mà những con ferret nó bay vô ha. Ừ, và để làm hàng rào được nhanh hơn thì mình nghĩ mình sẽ cần phải có thật là nhiều những cái Universal Block Reinforcer nè. Mình sẽ enchant cho nó chậm hỏng hết á. Mình chế tạo được 3 cây nên là... Ê! Ê! Oh, no. Hả? Nó biết đào đường hầm để nó đột nhập vô trong các bạn ơi. Ui không được rồi, vậy là mình phải biến những cái đất này thành cái đất siêu cứng luôn mới được các bạn ơi. Chứ không thôi tình hình này là sắp tới bọn chúng toàn là chơi chiến thuật đào hầm rồi tấn công từ dưới lên á. Yêu, căng rồi. Vậy là chúng ta phải giải quyết hai cái vấn đề cùng lúc các bạn ơi. Vừa vấn đề trên trời nè, vừa vấn đề ở dưới lòng đất á. Thôi lẹ nào. Giờ thì mình cần phải biến những cái hàng rào thành hàng rào siêu cứng trước. Làm hết luôn. Càng nhiều càng tốt. Ok, xong xuôi. Giờ thì chắc mình sẽ cần có cây gậy để giúp mình xây dựng những cái hàng rào này nhanh hơn các bạn ơi. Tiết kiệm từng giây từng phút á. Đầu tiên là mình sẽ cần có một ít que. Và sau đó thì kết hợp với một viên kim cương nữa. Ok, vậy là mình sẽ có được một cây gậy bằng kim cương chuyên để xây dựng luôn á. Rồi, giờ thì ra ngoài và bắt đầu xây thôi các bạn ơi. Cầm hàng rào phía tay trái. Rồi ok, đặt xuống. Đó, như vậy thì tốc độ xây của mình nó sẽ tương đối nhanh ha. Vậy mới kịp tiến độ được. Ôi trời ơi, trời còn mưa nữa chứ. Ôi kìa. Dự kiến là mình sẽ xây lên cao đâu đó tầm ngang khúc này đã các bạn à. Chắc cũng lên thêm cỡ 4-5 ô á. Nên là mình nghĩ là chắc một xíu nữa mình phải đi lấy thêm gỗ rồi. Và sau 2 ngày thi công, cuối cùng chỗ... Ôi, chưa, từ từ, bên này còn thiếu một xíu. Chỗ hàng rào của mình đã tương đối là hoàn thành rồi đó các bạn à. Đấy, nó cao phần mái nhà của mình là ok ha. Chỗ này thì mình sẽ lắp thêm một ít hàng rào nữa cho nó bằng mấy cái chỗ bên kia luôn. À, xong viên ha. Rồi, việc còn lại của mình là bắt đầu đi lợp mái thôi các bạn. Bằng những cái thủy tinh siêu cứng ha. Hên là bữa nay có vẻ bọn chúng bớt càng quét căn cứ mình rồi. Bọn chúng tập trung vào việc phát triển nấm các bạn ơi. Cho nên bây giờ sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mình tập trung xây dựng căn cứ cho kiên cố hơn đó. Coi kìa, nấm nó lan rộng ra tít ngoài này rồi. Mình sẽ còn một khu vực khá là nhiều cát các bạn ơi. Đây, ngay đây chẳng hạn, nguyên một cái bãi biển luôn nè. Rồi, mang cát về. Ê, cái gì vậy đây? Thánh thần ơi, chôm chỉa bánh mì của tôi nữa mấy ông nhỏi này. Sau khi đã có được cát rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đem về và nung lên ha. Bước tiếp theo là biến nó thành những cái thủy tinh cường lực thôi. Tiếp tục bay lên phía trên này và đây thôi các bạn ơi. Mình sẽ cần xây một cái viền bên ngoài trước. Rồi tí nữa mình chỉ cần dùng cây gậy và cho nó lắp đầy phía bên trong thôi. Như vậy sẽ tiết kiệm được khá thời gian của mình đó các bạn. À, quá là nhanh luôn các bạn ơi. Chốc lát thôi là mình đã xây được cỡ 1/5 của cái phần mái rồi. Hên là nãy giờ chưa có dấu hiệu bọn chúng càng quét tiếp các bạn ạ. Sao mình nghi quá à. Thường á, bọn chúng mà không càng quét một lúc á, thì lần sau bọn chúng càng quét số lượng sẽ tăng gấp bội lần các bạn ạ. Mình trải qua mấy lần rồi nên mình rành lắm. Ui. Không kìa. Trời.
Tông phiền. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần máy bằng thủy tinh cường lực siêu cứng rồi các bạn. Vậy là sắp tới, trên trời là mình hết lo rồi nè. Giờ thì tranh thủ lúc trời còn sáng, mình sẽ làm tiếp công việc, đó chính là dọn dẹp tuyết và nâng cấp cái phần đất ở dưới này thôi. Mình biến nó thành những cái đất siêu cứng đó các bạn. Hình như vẫn được thì phải. Ồ, chính xác luôn. Trước tiên là vá cái lỗ này lại, sau đó là dọn bớt mấy cái phần tuyết cũng như là cỏ ở phía trên. À quên ta, mình có cái xẻng rồi nhờ. Sao mình không lấy cái xẻng mình dọn cho nó nhanh. Ừ ha, thiệt cái tình. Đấy, tốc độ nhanh hơn đáng kể nữa các bạn. Rồi, giờ thì tranh thủ mình sẽ bắt đầu nâng cấp từ phần viền dài cho tới hết cái căn cứ của mình thì thôi ha. Trời ơi, mấy con zombie này liều vậy. Một đống con zombie với lợi săn cũng có giật nhiễm nấm ký sinh các bạn. Và cái kết là hình như bị con kia sơi tái hết trơn rồi. Mẹ đất ơi. Ây da, gặp mấy con zombie báo thủ rồi. Thiệt cái tình. Đó, thành thứ ra là đó. Bảo sao mấy cái chỗ này nấm ký sinh không phát triển nhanh mới lạ. Tại mấy con zombie nó báo không chứ đâu. Trời ơi, zombie hay là zombie. Ê, còn có một chút xíu nữa thôi. Ây da, bọn này nó quá là phiền các bạn ơi. Ok, tốc độ. Rồi. Ây. Trời ơi, nó núp bên trong. Mày nó coi. Ui may mà mình phát hiện đó. Ê, mấy em ở trong có sao không vậy? Ừ, ok. Em ngựa mình không sao các bạn ơi. Tưởng đâu có sao là bọn này tới công chuyện với mình liền. Ê nhưng mà khoan. Ê qua giờ mình không đi. Lạc đà. Rồi tiểu cường. Ê. Ôi no. Khoan. Mình phải kích hoạt Ice Canister lên. Bọn chúng xuất hiện trong nhà mình kìa. Ôi no. Ok. Em ngựa an toàn. Yêu hình như tiểu cường đã đã không còn nữa sao rồi các bạn ơi. Ồ trong này chỉ còn em đại cường thôi. Trời à, giờ mình mới để ý các bạn à. Ui không, mất em thiệt rồi. Rồi nhưng mà cơ bản thì bây giờ cái căn cứ của mình coi như là không thể bị phá vỡ rồi đó các bạn à. Mình đã nâng cấp toàn bộ từ phần sàn cho tới cái phần tường rào các thứ rồi ha. Ngôi nhà cũng vậy. Công việc còn lại của mình là cố thủ bên trong thôi. Nhưng mà từ từ đã, để mình cắm thêm đuốc. Trời ơi, trong này nãy giờ mình dọn ra hết á, nên là đuốc cũng dọn sạch luôn các bạn. Giờ tối thui à. Không cắm đuốc một hồi là nó xuất hiện tràn lan trong này là xác định luôn đó. Ok, vừa khít những cây đuốc luôn nè. Nhưng khoan từ từ. Chỗ này hình như còn thiếu cái cửa các bạn ơi. Không thôi là mình nghĩ ra đi, nghĩ ra với nghĩ vô luôn á. Và không quên cường lực cho cái nút luôn nha. Ok, bây giờ chính thức mình đã có một cái căn cứ hoàn hảo rồi. Không thấy con nào xuất hiện gần hết. Chắc bây giờ mình đã có thể đi ngủ một cách thoải mái được rồi đó các bạn. The next day. Và đồng thời, ở tập trước, mình đã đối mặt với rất là nhiều cái con Sager. Thế nên là hôm nay, mình đã nhận được một cái thử thách đặc biệt các bạn ạ. Ở đây, chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ thợ săn nấm ký sinh đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng mình cần tiêu diệt không hề nhỏ các bạn ạ. Tới tận 20 con Sager lận. Hôm qua mình không hạ nổi một con các bạn ạ. Và nhiệm vụ này yêu cầu hạ tới 20 con lận. Nhưng mà vì cái phần thưởng của nó là một cái lưỡi hái, thế nên là mình sẽ làm liều ha. Nhưng mà trước tiên thì mình nghĩ mình nên chế tạo thêm vũ khí các bạn. Hôm bữa mình đã chế tạo một khẩu MG rất là tốt, đó chính là RBK ha. Tuy nhiên lượng đạn của nó thì không nhiều lắm, nên là mình quyết định mình sẽ chế tạo khẩu súng có lượng đạn tốt hơn, đó chính là khẩu M249 các bạn ha. Wow, khẩu này thì công thức làm ra nó hơi tốn sắt ha. 110 sắt, rồi 4 kim cương, 16 vàng và 2 bột quỷ lửa. Để mình coi tình hình sắt mình có đủ hay không ấy đó. Nhìn sơ qua là thấy không đủ rồi đó các bạn ơi. Chắc là phải đi đào thêm sắt rồi. Chứ không thôi là không có mà chế tạo các bạn ơi. Và mình muốn chế tạo nhiều hơn một khẩu cơ. Đâu đó tầm 2-3 khẩu gì đó. Để có gì khi dụ hết đạn mình đổi súng mình bắn liền á. Ui nhưng mà nhìn ở khúc bên ngoài sao nhìn thấy ớn sao các bạn ơi. Kinh thiệt chứ. Ôi, để không sao hết. Bất quá thì ăn hành thôi. Cái gì? Nó đã có một cái kén ở bên kia rồi kìa. Oh my gosh. Toàn thật rồi các bạn ơi.
Chắc Lộc sắp thất thủ rồi quá. Đợi nha. Rồi rồi rồi, giờ thì tập trung chuyên môn đây nè. Đi tìm thật là nhiều sắt mang về thôi các bạn ơi. Cái gì quan trọng thì mình nên ưu tiên ha. Cũng đỡ là mình có cúp gia tài, nên là việc tìm vài trăm cái sắt thô á, mình nghĩ không quá khó đối với mình hiện tại đâu. Con này bắn hoài luôn á. Gì vậy ní? À quên nữa, lượm thêm đồng nữa nha. Bởi vì ngoài việc chế tạo súng thì mình cần làm thêm đạn á. Mà đạn thì tốn rất là nhiều đồng luôn. Nên là sắt và đồng là hai thứ mà chúng ta sẽ ưu tiên đào trong chuyến đi đào khoáng sản này. Trong lúc chờ đợi nấu sắt ra thì mình sẽ lấy thêm que quỷ lửa nè. Rồi lấy thêm một ít vàng. Rồi gom gom lại coi đủ sắt để làm khẩu M249 đầu tiên chưa. Bấm cầm thớt cái cây. À còn thiếu thạch anh nữa. Thạch anh trong ba lô mình cũng còn nè. Rồi rồi rồi, M249 đầu tiên. Đã, ơi chưa chưa, 4 kim cương nữa chứ. M249 đầu tiên sẽ có trọng tài của mình. Yes sir. Đây. Úi dồi, nhìn khá là lực các bạn ơi. Ba loại đạn của khẩu súng này á thì sẽ chế tạo không quá mắc ha. Chỉ có 3 thước súng cho một lần thôi các bạn à. Nó cũng tương tự so với cái đạn của khẩu RBK của mình. Ôi ơi, gì đây, what the heck? Gì mới phát nổ vậy? Hả? Cái gì? Ủa sao nó phá hủy được cái chỗ này vậy? Nè đi, nào thật đi. Ê, có một vài con nó phá hủy và nó làm hư cả cái hàng rào nè. Hơi vô lý nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nạp đạn cho khẩu súng M249 mới chế tạo ha. Ok. Ôi trời, lóc nguyên cả băng vô các bạn. Chưa có băng đạn thì khẩu này chỉ có 75 viên ha. Và cái tốc độ bắn thì ui, siêu nhanh. Ê, ui dồi, cái kén bên kia đã bắt đầu nở ra những con quái vật nhiễm nấm ký sinh đầu tiên rồi. Yêu, căng rồi, căng rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Nó đang càng qua hướng nhà mình. Mình sẽ xấy một băng đạn vô người nữa. Ổn biết không đây. Ui, một băng không đủ hạ các bạn ơi. Yêu, yêu, yêu. Tốc độ, tốc độ. Đi bên đây thêm con nữa. Oh my gosh. Ta khô máu chứ người. Ê. Trời 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 trời, con nó trâu kìa. Sắp hết hai băng đạn rồi đó các bạn. Mà không hạ được nó. Ây da, ây da. Ui, ui. Khẩu M249 này bắn nhanh, đạn cũng nhiều nhưng mà gài đạn hơi lâu nha. Cũng có nhược điểm đó các bạn. Ây da. Mình phải hạ nó trước khi mà nó lại đây thôi các bạn ơi. Con đó nó phá hủy cực kỳ dữ luôn á. Ủa nó đâu rồi? Ê, nó dưới đây rồi. Ngay dưới nhà mình luôn ơi. Ta liều với ngươi. Hạ được chưa? Yes. Vậy là đâu đó gần 3 băng đạn để hạ được một con quái vật nhiễm nấm ký sinh mà bắn tùm lum các bạn. Ủa con nào lo mình xuống dưới đây vậy? Yêu, căng thật rồi. Xa xa còn thêm một con nữa kìa. Lấy khẩu RBK ra bắn các bạn. Mình có tới 2 khẩu súng lận. Rồi để coi với khẩu RBK thì bao nhiêu băng đạn mới hạ được nó nha. Rồi gần một băng nè. Ui trong nhà lại xuất hiện những con zombie nữa kìa. Khó chịu vậy ta. Rồi banh sát chưa. Uầy, có vẻ khẩu RBK bắn mấy cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh này thốn hơn khẩu M249 các bạn ơi. Cũng đúng, khẩu RBK này đam tới 10 lần mà. Nhưng mà với tình hình này thì chắc mình phải nhanh chóng dẹp cái ổ nấm bên kia các bạn. Kìa kìa kìa. Ê, ủa sao cái đó nó phát sáng ta. Lấy M249 mình bắn qua đó. Không hợp lý lắm, khẩu đáng ra phải có một khẩu súng bắn tỉa từ xa thì sẽ tốt hơn các bạn. Rồi không sao, nhưng mà mình nhấp nhấp từ từ cũng được. Hả? Ủa? Ủa sao tự nhiên mình có cái năng lực này vậy? Ủa sao tự nhiên mình phát hiện được những cái con quái vật ở xung quanh vậy ta? Oh my god. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà mình có thể làm được điều này các bạn. Oh. Trời ơi, ở dưới lòng đất cũng có những con quái vật nhắm nắm ký sinh kìa.
Ê hết rồi. Ô trong thoáng chốc thôi các bạn ơi. Yêu. Ôi nạp đạn lên, nạp đạn lên. À chắc mình phải chế tạo thêm băng đạn cho khẩu M249 của mình các bạn. Lấy thêm sắt nè, cũng như là vàng ha. Thêm một ít da thuộc nữa. Ok, vậy là chúng ta đã có được băng đạn rồi. Mình sẽ làm hai băng, tại xíu mình cũng làm thêm khẩu M249 mà. Rồi, giờ thì gắn thêm băng đạn cho khẩu súng mới của mình. Đó, cộng thêm 125 viên. What? Vậy là khẩu này của tí 200 viên hả? Wow, 200 viên đạn cho một khẩu các bạn. What the hell, bắn tẹt ra luôn. Ra ngoài test liền nè. 200 viên đạn. Con này nhờn hả? Ôi dạ, ôi trời. Quên, mình phải gắn mấy em bé xuống các bạn ơi. Không thôi là bị trúng độc đấy. Rồi lại đây, lại đây. Mình đi săn quái vật nhiễm nấm ký sinh trong đêm luôn. Ủa nhưng mà sao không thấy con Sager hết ta? Ê tính ra mình đang làm nhiệm vụ săn con Sager luôn á. Hình như cái vùng này không có con đó các bạn ơi. Vùng này toàn mấy cái con nổ bắn tùm lum không à. Yêu. Sao giờ? Không lẽ bây giờ mình chơi lớn mình làm một quả bom siêu to khổng lồ, mình dẹp tan cái ổ dịch đó trong một nốt nhẹ. Ê đó cũng là một ý kiến hay á các bạn ơi. Có nên thử không ta? Nhưng mà trước hết thì mình đang muốn làm cái nhiệm vụ tăng Sager này trước nè, để chúng ta có được một cái vũ khí mới ha. Ủa? Ủa cái con nào nó đang đào dưới lòng đất đi? Mình nghe con nào nó đang đào dưới lòng đất á các bạn. Ê mấy con này. Mày đứa ơi. Ây da, ây. Ui ui con gai. Ê, con gai đó phải dùng saber các bạn ơi. Ok. Nó tính đột nhập từ dưới lòng đất các bạn ơi. Hên là cái điều này mình đã lường trước được rồi. Chứ không thôi chắc trong căn cứ mình cũng mệt đấy. Con nào bắn nó vậy? Ê kìa, con đó bắn. Giảm bắn hả? Báo tuyết. Hết cách rồi. Bây giờ chỉ có thể là chúng ta vô trong chế tạo thêm đạn, rồi bắt đầu công cuộc đi săn cái con Sager để hoàn thành nhiệm vụ trước các bạn ơi. Tại vì nhiệm vụ đặc biệt đó rất là cần thiết trong giai đoạn này luôn. Đó là cách duy nhất để mình trở nên mạnh hơn á các bạn ơi. Chứ bây giờ sức mạnh của mình với bọn chúng đang bị chênh lệch nhiều quá. Mình phải tìm cách để có vũ khí mạnh hơn thôi. Hy vọng là mình có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ săn Sager và mang về một cái lữ hái siêu VIP ha. Ồ đây rồi. Sau một lúc di chuyển thì cuối cùng mình cũng đã tới lãnh địa của những cái con Sager. Thằng kia là một trong số đó các bạn ơi. Lấy 1249 sau khi đã được nâng cấp lên và bắn nó thôi. Ê. Nó đang áp sát lại. Oh my god. Ủa 1249 bây giờ mình đã gắn thêm tay cầm các bạn. Khá im luôn á, bắn gần như là không giật. Dạo dạ, nó đang bắn mình. Oh my god. Ừ, lú. À, lú cái đuôi hả? Bắn vô cái đuôi nó các bạn. Ê, hai được rồi. Ê, thêm một con khác xuất hiện. Ây da. Cẩn thận. À, bữa nay có vẻ bọn chúng khá là chậm chạp các bạn. Rồi, ăn đạn đi. Một băng vô đầu liền. Wow, khẩu 249 bá đạo nha các bạn ơi. Được thật sự. Nãy giờ mình đã săn được hai con Sager rồi. Ơ nhưng mà bữa nay có vẻ bọn chúng không xuất hiện nhiều như ngày hôm qua á. Ừ, ngon luôn. Coi phần nhiệm vụ cái coi. Ủa sao mới tính có một con vậy? Ủa mình hạ hai con mà. Ơ kìa. Ủa alo. Ơ trời. Hay là mình phải giáp lắm ít như nó như vậy mới tính nhờ. Yêu. Như vậy thì căng lắm luôn á. Tại vì nó mà áp sát được mình là xác định luôn. Hơi bị nguy hiểm đấy. Ây da. Biết ngay mà. Tiếp tục. Ui hết đạn rồi. Ây. Lại cắn tiếp rồi. Ui da. Không ổn. Khẩu này còn không? Ừ khẩu này còn 32 viên. Rồi. Mới hạ được thêm một con Sager nữa. Tính không? À đây nè, nó tính rồi nè các bạn. Ok. Cố lên các bạn ơi. Ui da, trời con này nó bắn. Bắn tùm lum hả? Còn mười mấy con nữa các bạn, 18 con nữa thì phải. Yêu. Nghe thôi là thấy hơi bị căng rồi đó. Hy vọng là chúng ta có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này mà không có mất đi cái vật tổ ha. Mong là vậy thôi các bạn. Nó cứ xuất hiện lần lượt như vậy thì mình vẫn có thể lo được.
chứ mà nó xuất hiện tràn lan như hôm qua thì thôi luôn á, súng nào mà chịu nổi. Ồ đây đây nè, lại xuất hiện tiếp nè. Ồ lần này xuất hiện hai con các bạn ơi. Ok phía sau clear, làm gì cũng phải nhìn nhìn trước nhìn sau các bạn. Rồi vô khoảng cách và sấy vô đầu nó thôi. Ui mày boss không khác gì đi săn boss luôn các bạn à. Ừ nó là boss chứ không khác gì nữa. Ok. Và một băng đạn đầu tiên thì chỉ mới gãy ngứa nó thôi các bạn ơi, chưa đủ hạ nó, phải thêm một băng nữa. Ok. Bữa nay là có thế rồi, cứ chậm rãi và từ tốn săn nó như vậy thôi các bạn, đảm bảo an toàn cho mình là trên hết nhá. Ok, con này là con thứ ba rồi. Yes sir. Với cái đà này mình nghĩ sẽ không lâu đâu các bạn. Ui lại thêm hai con nữa. Ây da, vậy là bữa nay là bọn chúng xuất hiện theo kiểu cặp đôi các bạn ơi. Ui 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 nó bắn mình. Ê ê từ 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 từ, cẩn thận cẩn thận, hai con này có vẻ nóng tính hơn con nãy các bạn ơi, nó bắn mình không như mấy con kia. Ây da, nó đi chung nữa mới khó chịu chứ. Kêu nó. Oh my god, oh my god, phải lấy thêm gốc két ra các bạn ơi, bồi thêm mới được. Đó, đa dạng vũ khí lên. Lợi đây, tiếp tục. Lợi đây. Trời trời trời, nó trâu chưa kìa. Rocket mà nó ăn mấy viên liên tục mà nó không xi nhê gì hết các bạn ơi. Ê, nó áp sát quá. Cẩn thận, cẩn thận. Ê, ấy. Ui, đừng có chủ quan nha. Ok, à được một con rồi. Oh my god, oh my god. Chủ quan là đi liền đó các bạn ơi. Nó là một trong những con mạnh nhất ở trong thế giới đại dịch nấm ký sinh đấy. Cho nên là dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ một cái khoảng cách nhất định ha. Ok, và hai con đó đã nâng số Sager mình tiêu diệt lên 5 rồi, 1/4 cái chặng đường làm nhiệm vụ săn Sager rồi đó các bạn ạ. Cố lên. Hiện tại có một chút khoảng thời gian nghỉ ha, mình sẽ tranh thủ nạp đạn lại các bạn, cho tất cả khẩu súng mình luôn. Ủa nó xuất hiện tiếp rồi. Hai con tiếp. Trời, chưa nạp đạn xong nữa mình đi. Ây da, con 1249 này nạp đạn lâu quá các bạn ơi. Yêu. Rồi rồi, vụ nó từ từ thôi các bạn. Rồi, tiếp tục. Ây 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 ây. Ây ây. Ui, có con nó upshot mình từ sao. Mày thế. Rồi rồi rồi, trên này nã xuống hết bài. Ha ha. Bắn đi. Ui da, ui bắn thiệt. Trời 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 ơi. Ui, con này tính nóng như kem vậy. Rồi, kiểu nó trước bằng gốc két các bạn. Loại vũ khí này thì có thể tấn công nhiều con cùng lúc á, nên cũng khá là tiện. Tục. À ha, thốn chưa, thốn chưa. Để cho nó yếu đi, cái mình xách 1249 ra sấy là đẹp luôn á. Một viên nữa. Ok. Rồi, giờ thầy xách 1249 ra và xử nó thôi. Ui, không biết nó yếu chưa nữa. Lẹ lẹ nào lẹ nào, hình như phía sau mình cũng có con khác hay sao các bạn ơi. Ok, hai con luôn chứ phải một con nữa. Mình sẽ săn những con yếu trước. Mấy con này nãy mình rỉa máu rồi nè. Ui, ai da, ai. Ui, oh my god. Bất cẩn một cái là bị upshot liền. Ây ui, mất liền vật tổ các bạn. Đó là sự nguy hiểm của những con Sager khi mà nó áp sát đấy. Yêu. Ê, cay thế nhờ. Mất một cái vật tổ quan ổn đi chứ. Cũng tại mình không quan sát xung quanh. Con nào nãy mới cắn mình nhờ. Cay thế không biết. Phải hạ con đó trước mà được. Cho bỏ cay các bạn. Ui ôi ôi ôi. Ui ôi. Mình hết vật tổ rồi. Nên là bây giờ làm gì thì làm. Khoảng cách là một cái ưu tiên hàng đầu nha. Nó áp sát được là chúng ta không có cơ hội sửa sai đó các bạn. Ê, 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 đứng xa như vậy đi là cách tốt nhất á. Trời ơi, lặn bóng còn gì, bắn gì nào mới hạ hết đi. Ê, hết đạn ơi. Ok, hạ thêm một con rồi. Yes. Tiếp tục. Vô khúc này nó sẽ mất thời gian đi qua những cái cây các bạn. Đây là thời điểm lý tưởng để mình sấy thêm. Ê, nó tới, nó tới. Oh my god, oh my god. Trời ơi, nó có nhiều đệ quá. Phải chạy thôi.
Ừ, né. Ủa, nó bắn mình từ sao? Ôi, nạp đạn tiếp. Né nha. Ui, sao tốc độ bơi của nó nhanh vậy? Ê, nhanh thiệt á. Quay lại, nã thôi. Đây là thời khắc để chúng ta phản công các bạn ơi. Trời, con nó lầy kìa. Lặn xuống dưới nước liền. Ngồi lên tiếp. Ui, hết đạn rồi nè. Đổi qua con này. Ok. Beautiful. Ủa, con đó mình hạ hay là con này nó tự cắn nhau vậy? Kiểm tra lại. Mình đã hạ được 9 con Saiger rồi. Let's go. Ủa, trong kia nữa kìa. Ây da. Mình cần phải nạp đạn lại các bạn ơi. Hao đạn quá. Ui. Trời. Ăn cái đòn bắn trực diện của nó cũng thốn lắm các bạn ơi. Yêu. Bây giờ chắc mình phải ưu tiên cái việc đó chính là lặn xuống dưới nước á. Ê, mình có một cái lọ thuốc thở dưới nước, từ đầu tới giờ mình chưa có uống. Đây rồi. Đã tới lúc chúng ta dùng chiến thuật nấp ở dưới nước và bắn lên thôi các bạn. Nó không biết lặn, mình chỉ cần ở dưới nước thôi là chúng ta có thể hại cục nó rất là dễ dàng luôn. Bây giờ nhưng mà quan trọng là ai. Mình phải để ý những phát bắn của nó. Kẻo ăn vài phát bắn liên tục là không có kịp trở tay luôn á. Ok. Tiếp tục nào. Yes, con thứ 10. Đó, thấy chưa? Chuyết nữa là bị thấy không? Cắn né từ sau rồi. Cố lên. Mấy con này con nào cũng yếu hết rồi đó các bạn. Điều quan trọng là chúng ta cần dồn một con để cho nó bị hạ gục hoàn toàn luôn á. Yêu, nó trâu quá. Ui, lấy bắp chuối ra. Ngã vô. Ok. Tiếp tục. Đi chung đi. Cho ăn bắp chuối chung luôn. Đúng rồi, chậm chậm đi. Dồn đam nè. Tiếp tục. Ui da, nó lì quá. Đây rồi, con thứ 10 rồi. 11. Cố lên. Con 12 nào. Ây da, nó lì. Yes. Con thứ 12 rồi. Thì một bằng nữa. Đây là con thứ 13. Yes sir. Ôi mày chui. A few moments later. Phải 3 con thôi các bạn ơi. Được, mình lo được. Góc này bọn chúng có vẻ khó bắn trúng lắm. Đâu có dễ đâu. Tiếp tục nã xuống dưới thôi các bạn ơi. Rồi, nãy giờ nó ăn tầm 4-5 viên gốc két rồi. Chắc đuối rồi đó. Đã tới lúc mình xách M249 ra và xử nó thôi. Ok. Thấy nào. Dồn toàn lực. Góc này bắn là vô đầu không. Nó bắn trúng mình rồi. Mình đã mất cái góc đẹp rồi các bạn ơi. Không sao, góc này vẫn có thể phản công được. Ui. Có chân. Ê, lọt xuống dưới là ngẫm đó nha. Không đùa đâu nha. Góc đó là không có đường chạy đâu đó. Ui dồi, thôi xong rồi. Bị bao vây rồi. Yêu. Ok, hạ được một con. 16 con rồi hay sao các bạn ơi. 4 con cuối cùng. Chúng ta có thể làm được. Mà vấn đề là cần phải giữ khoảng cách an toàn đó. Yêu. Kìa, nó bắn xuống kìa. Ây da, rồi giang hồ biển. Giang hồ biển nữa. Ok. Ui. Trời, nó cạp sau lưng mình. Ây da. Tí nữa thì đi rồi các bạn. Mình lặn xuống kịp á. Nhưng mà tình hình là mình đang bị ép vô sát đất liền quá các bạn ơi. Biết ổn hay không đây. Ok, câu rẽ bằng bắp chuối thành công. Xách 249 ra và kết liễu thôi. Ok, một con. Nào. Dồn một con thôi các bạn. Hai con. Ui, hình như đủ chi tiêu luôn hay sao rồi. Ê, mình hoàn thành nhiệm vụ hay sao rồi các bạn ơi. Wow. Ui, hết đạn. Giọt lẹ. Bay lên cái tháp này đi. Mình check sơ qua cái phần nhiệm vụ cái đó. Ui, xong rồi.
Yes. Ui nhưng mà ở dưới nhiều xe gơ quá. Ây da, ây da. Ây ây. Ui 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 ui. Uno uno. Uno mới hoàn thành nhiệm vụ, đừng có gục ngã ngay đây nha. Please. Không ổn rồi. Mình đã thành công hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn. Bây giờ mình cần phải nhận thưởng thôi. Oh my gosh. Phần thưởng của mình sẽ là 20 cấp và lữ hái 75 xét thương. Oh my gosh. Một cái phần thưởng ta nói cực kỳ xứng đáng cho công sức nãy giờ các bạn ơi. Đấy rồi, con nào nãy giận hiếp mình. Khoan khoan, Mình sẽ sanh chính với nó. Ơ nhưng mà khoan từ từ. Ê mình không có vật tổ các bạn ơi, không có làm liều được. Uầy, cái này đúng là vũ khí hạng nặng rồi. Uầy, khả năng tấn công diện rộng của nó cực tốt các bạn. Chỉ có điều nó đánh hơi chậm nè, và chưa được enchant lifesteal á, nên là mình cũng hơi rén nha. Ui ui ui. Lỡ đây. Lỡ đây. Lỡ đây. Giỡn mặt hả? Ui chưa được enchant mà nó đánh như vậy là rất tốt luôn á. Ok, phần thưởng xứng đáng nha. Rồi 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 rồi, chúng ta đã có được hạng nóng, thế nên là phải lập tức về nhà thôi các bạn ơi. Ai ai ai, con kia đứng ngay trước cửa luôn kìa. Nó chơi lại vậy. Trời, nó chặn cửa luôn các bạn ơi. Yêu. Ừ đúng rồi đúng rồi, qua đây qua đây. Mình đã dụ thành công nó rồi các bạn. Cho về căn cứ thôi. Lê 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 lê. Ai. Ui 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 ui. Tí nó đi bán muối rồi. Úi dồi. Ê bây giờ muốn vô trong căn cứ mình là cũng không phải chuyện dễ đâu nha. Không biết sao vô trong được luôn á. Ok làm liều là cái nữa nè. Áp vô đây cái. Ok. Vô lẹ 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 lẹ. Rồi thành công thành công. Ui. Đồng thời kích hoạt Ice Canister lên để tiêu diệt mấy cái con xung quanh á. Rồi ít thì áp sát lại căn cứ của ta đi. Oh my gosh. Ui đúng lúc trời bình minh luôn kìa các bạn. Nhưng mà bình minh này lạ lắm các bạn ơi. Bình minh kế cái ổ dịch. Không khoái một xíu nào luôn á. Rồi đoạn bất tuyết rồi, chúng ta enchant cái cây lưỡi hái lên coi. Để xem coi có lifesteal không á. Ui da, không có lifesteal trong lưỡi hái các bạn à. Ây da. Chúng ta sẽ enchant cho nó những giọng tăng sức tấn công các thứ lên thêm xíu nè. Cầm hỏng nè. Kỳ trái luôn đi. Rồi. À hình như trong nhà mình còn những quyển sách lifesteal thì phải. Một quyển thôi hay sao hả? À đây nè, lifesteal cấp độ 3 các bạn ơi. Yes. Mình sẽ ép nó vô cái lưỡi hái này. Ủa? Lưỡi hái không ép được lifesteal. Oh no. Ê, trời 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 trời. Con đuôi vậy. What? Bọn này xuất hiện ngay trong căn cứ mình luôn rồi. Ê. Những ngày sắp tới dự là sẽ là công cuộc cố thủ của mình bên trong căn cứ á các bạn ơi. Kìa cái con gì kìa. Ý. Gớm ghét vậy. Ấy da. Con gớm ghét này. Trời đất ơi. Liên tục xuất hiện luôn. What the heck. Liệu rằng mình có cố thủ trong này nổi trong thời gian sắp tới hay không. Mình thấy là à, chúng ta sắp thất thủ nữa hay sao rồi các bạn à. Trời ơi, ý là mình đặt 4 xe đô ở 4 góc ở trong căn cứ đó. Mà còn vậy à. Nhưng mà nói chung hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời á. Bởi vì mình đã có một cái chuyến đi săn những con Sager. Và phần thưởng của mình đó chính là một chiếc lưỡi hái ta nói cực kỳ VIP luôn các bạn. Sắp tới giờ nó sẽ là vũ khí đắc lực cho mình đó nha. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình cố thủ trong căn cứ và chuẩn bị cho công cuộc tổng phản công á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Bye bye.